Diễm Hằng nhật ký vàng anh ở tuổi 35, thoát vòng xoáy nợ nần, bệnh tật. Sau thời gian dài tập trung kinh doanh, theo đuổi hội họa, Diễm Hằng trở lại màn ảnh nhỏ với vai chính trong Sao Hỏa Bắn Tim Sao Kim. Nữ diễn viên trải lòng về thời gian dài ở ẩn, không xuất hiện trên truyền hình. Hài lòng với hiện tại, Diễm Hằng nổi tiếng sau bộ phim nhật ký Vàng Anh lên sóng cách đây cả chục năm. Tuy nhiên, cô không thể nắm bắt được cơ hội xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ bởi một số biến cố trong cuộc sống. Cô từng phải tạm ngừng hoạt động nghệ thuật vì gia đình gặp khó khăn trong làm ăn. Đến khi quyết định quay lại hoạt động nghệ thuật, Diễm Hằng lại gặp tai nạn nghiêm trọng khiến sức khỏe sụt giảm. Thoát khỏi vòng xoáy nợ nần, bệnh tật, Diễm Hằng dần cân bằng được cuộc sống. Ở tuổi 35, cô tập trung vào niềm yêu thích hội họa. Nhìn lại khoảng thời gian đã qua, nữ diễn viên tự thấy có tuổi trẻ đáng nhớ. Khi bước qua tuổi 30, tôi nhìn lại và nhận thấy mình có những kinh nghiệm đáng quý. Tuổi trẻ được trải qua tất cả cung bậc cảm xúc trong cuộc sống, trải qua nhiều chuyện từ thành công cho đến việc không thành công, chuyện gia đình, tình cảm. Đây đều là những câu chuyện giúp tôi ngày càng hoàn thiện, Diễm Hằng chia sẻ. Gia đình quản nghiêm nên trước khi tham gia nhật ký Vàng Anh, cô luôn sống trong kén. Đóng phim là dịp nữ diễn viên được bùng lộ. Mẹ luôn mong tôi sống một cuộc sống bình thường, học xong rồi lấy chồng. Thời điểm đó, có những hành động của tôi chống lại quyết định của mẹ và tôi chưa làm được điều mẹ mong mỏi. Tôi là kiểu người khi biết hậu quả sẽ tìm cách để dừng lại. Nhưng trước khi biết hậu quả, tôi sẽ cố gắng khám phá mọi thứ trong khuôn khổ cho phép, Diễm Hằng nói. Trong thời gian không đóng phim, Diễm Hằng tập trung vào hội họa, điêu khắc vốn là truyền thống của gia đình. Cô cũng dành nhiều thời gian cho kinh doanh, gia đình và việc học. Nói về hội họa, Diễm Hằng tiết lộ rất thành công trong những năm qua. Các tác phẩm của cô được đặt hàng để làm bìa sách, tranh trang trí trong các khách sạn, resort cao cấp. Cuộc sống dạo này của tôi nhẹ nhàng, vui vẻ. Quan trọng là mình được làm công việc yêu thích. Gia đình có truyền thống hội họa, điêu khắc nên tôi đầu tư vào những gì mình giỏi nhất, Diễm Hằng bộc bạch. Đầu tư cho vai diễn, Diễm Hằng khẳng định sự trở lại là cái duyên, bởi cô chưa từng nghĩ sẽ đóng phim trở lại. Sau nhiều năm không xuất hiện trên truyền hình, cô tự nhận gặp khó khăn do tự ti trước ống kính. Bên cạnh đó, phong cách, lối diễn, cách quay phim những năm gần đây đã khác so với chục năm trước. Thời tiết cũng không ủng hộ Diễm Hằng. Bối cảnh chính mà Diễm Hằng và Mạnh Quân tương tác thường xuyên là một phòng trọ nóng bức, chật hẹp. Sốt cao kèm thời tiết nóng bức khiến cô thấy ngộp thở. Trước hôm quay, Hằng bị sốt rất cao mà lịch quay vào hôm sau của tôi và anh Quân kéo dài từ sáng tới đêm. Bối cảnh không có quạt hoặc điều hòa như các phòng trọ bình thường khiến không khí vô cùng bức bối, ngộp thở. Ánh nắng hắt lên mái tôn khiến căn phòng không khác một cái lò, cô miêu tả. Trong phim Diễm Hằng vào vai Yên, cô gái cá tính, độc đoán, luôn bắt chồng theo ý mình. Vì vậy, nữ diễn viên thấy tốn sức, liên tục phải nói to, hét lớn. Cô thú thật cuộc sống rất yên bình, nhẹ nhàng nên hầu như không phải nói to. Vì vậy, cô rất sốc khi vào vai Yên. Tôi luôn mong muốn có sự thay đổi trong các dạng vai. Điều khó khi hóa thân thành nhân vật Yên là thể hiện sự sâu sắc của cô ấy. Ngoài đời, tôi không phải người ghê gớm như Yên, nhưng cũng có chút đanh đá, nữ diễn viên cho biết. Bạn diễn cặp của Diễm Hằng trong Sao Hỏa Bắn Tim Sao Kim là Mạnh Quân. Cả hai từng nhiều lần hợp tác, vì vậy, khi vào vai đôi vợ chồng trẻ, phải thể hiện những phân cảnh tình cảm, họ không thấy ngại ngùng. Trước khi vào quay, cả hai phải bàn luận kỹ để tạo được sự tự nhiên, tương tác thân thiết, dễ thương của vợ chồng Yên, Hào. Bộ đôi này luôn sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền hay cãi vã nên không có nhiều cảnh nóng, thân mật. Đến nay, chúng tôi chỉ mới quay cảnh nắm tay, thơm, hôn nhau, Diễm Hằng nói. Khi được hỏi về người yêu, chuyện tình cảm, Diễm Hằng cho biết đã có người đồng hành nhưng không muốn tiết lộ nhiều. Cô cho biết đối phương ủng hộ việc cô đóng phim trở lại. Diễm Hằng, Trần Minh Diễm Hằng sinh năm 1989, được khán giả yêu mến sau khi vào vai Trang, em gái Vàng Anh, Hoàng Thùy Linh trong bộ phim Nhật ký Vàng Anh. Cô gây ấn tượng với nét diễn tự nhiên, thể hiện rõ sự hồn nhiên, nhí nhảnh của Trang.